Chào anh em nhé. Ở video này thì mình muốn mời anh em tham quan cái giải đấu liên server của bên mình. Hiện nay ở bên Việt Nam thì vẫn chưa ra cái giải đấu liên server đấy, mới chỉ ra đến đấu xếp hạng này thôi. Đấy, nhưng mà ở bên server nước ngoài thì nó update thêm cái đấu liên server này này, là mỗi một đội đấy, sẽ thành lập 3 team anh em nhá. Mỗi đội thành lập 3 team này. Đấy, anh em phải xếp 3 team để nó đánh, nó ghép xếp hạng. Thì cái cách tính thành tích của nó là cứ một đấu một, anh em một team bên mình sẽ đấu với một team bên nó, và nó sẽ tính thắng 2/3 đấy, thì là sẽ là được đi vào vòng trong nhá. Đây anh em để ý này, đây là cái top 1 của bên mình này, anh em để ý này. Đấy, team 1 của nó này, nó up đến level 304 rồi, san tóc đỏ này, cái Zoro này, đặc biệt là con Zoro Enma này, anh em để ý này. Đấy, up đến 11 sao rồi, và Zep Phi up đến 10 sao rồi. Đấy, team thứ hai của nó thì với Big Mom, anh em để ý này. Đấy, công 75.000 anh em này, máu là 1.129.000 máu, tốc 2001. Xem nào, còn đâu này, anh em để ý này, cái Haki nó búp này, Haki nó búp tốc này. Đấy, tanh mà nó búp tốc này, và búp thủ này, full rồi. Đấy, con này con rất là mạnh này. Mình xem Zoro Enma của nó nè. Zoro Enma anh em nhìn này, công 85.000 này, máu 806.000, quá tởm lợm luôn. Đấy, thần khí và Haki thì chưa có gì. Xem nào, san tóc đỏ thế nào. Đấy, san tóc đỏ công 90.000 này, máu 983.000, thật là tởm lợm luôn anh em ạ. Đấy là top 1 nhá, để xem top 2 nó có gì nào. Đấy, top 2 thì thế nào, top 2 thì bình thường hơn. Đấy, không bằng top 1 đâu. Xem top 3 nào. Top 3 là cũng không có gì nổi trội lắm, nhưng mà top 1 thì kinh quá, nhưng mà nó VIP 11 rồi. Đấy, bây giờ vào xem một số trận đánh hay của nó nhá. Xem mình xem đây này, anh em có thể nhìn này. Đấy, đấy, khi đánh này nó sẽ xếp là 3 vs 3. Đấy, nếu team nào mà thắng được 2 trận thì sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Bây giờ mình xem cái trận của bán kết này nhá, bán kết 1 này, xem thằng Zoro Enma nó đánh nhá anh em nhá. San tóc đỏ này. Đấy, anh em thấy chưa, gắn hết dấu ấn kiếm này. Đam của Zoro rất là to luôn. Đấy, Giáp Phi nó búp cờ đấy, búp cờ và búp máu nha anh em nhé. Đam quá to đúng không anh em? Zoro đam quá to luôn. À mình xin lỗi, san tóc đỏ luôn. Đấy, Zoro bạo kích tởm quá. Đấy, Zeppi tạo hình rất đẹp luôn. Đấy, Zoro Enma này, con này là của nó 11 sao rồi. Bạo tởm quá. Bên team bên kia không chết con nào luôn. Mà đây là vừa nãy mình cho xem là hai team đều VIP 11 nữa anh em ạ. Rồi, đấy là trận 1 này. Xem cái trận 2 của nó nhá. Đấy, hai anh em để ý này, hai team đều VIP 11 luôn. Big Mom chắc chắn đánh trước, tại vì vừa nãy mình cho anh em xem rồi, nó búp tốc mà. Tốc cao nhất trong team nó luôn. Đấy, anh em thấy để ý là có Big Mom này, nó tăng miễn giảm sát thương này, tăng giáp, tăng thủ này cho ông đội này rất nhiều. 246 ui, Katakuri anh em để ý này, 6 hiệu ứng gọi là ấy luôn, có lợi luôn. Đấy, anh em thấy chưa, Kata đam ác chưa,
còn hai con hồi máu thuần. Như mũi đốt inox. Đấy, dâu trắng đấy, anh em thấy chưa? Dâu trắng nó rất là hiệu quả luôn. Anh em mà có điều kiện thì nuôi dâu trắng cũng rất là mạnh nhá. Đấy, kata này. Anh em thấy tởm chưa? Quá tởm luôn. Đấy, như vậy là ở cái trận này thì nó thắng cả 3/3 luôn này anh em này. Vào xem nốt trận 3 nhá. Xem nốt Sabo với cả Kaido nhá. Có một sự chênh lệch quá lớn luôn giữa hai VIP, đều VIP 11 nhưng mà một đồng chí là biết chơi, một người là không biết chơi nên là đầu tư nó không đúng lúc đúng chỗ anh em ạ. Kaido thì skill nó quá đẹp, Fujitora cũng đẹp luôn. Quá đáng. Cái con Franky đại tướng quân này thì nó chỉ có một cái kỹ năng nó sử dụng từ đầu đến cuối thôi anh em. Nhà phát hành làm cái bộ kỹ năng của con này nó hơi đơn điệu. Đài rồi. Đấy anh em thấy chưa? Thế nào bộ kỹ năng của con Franky đại tướng quân này đơn điệu quá. Đấy là trận bán kết anh em ạ. Còn cái trận bán kết bên này thì mình xem nào. Trận bán kết bên này thì không có gì nổi bật lắm. Mình vào xem cái trận chung kết anh em nhá. Chung kết này lựa chọn xem trận nào nào. Nó chiến thắng 3-0 luôn này. Và xem trận đầu thôi anh em nhé. Mạnh luôn. Rồi video này của mình đến đây là hết nha. Cảm ơn anh em nha.